Anh Phương xin mời quý vị anh chị hãy cùng lên thuyền và cùng cất cao lời ca tiếng hát với cặp loa được set up trong bộ dàn ngày hôm nay. Đó là cặp loa CBL935 và 938. Mời quý vị lên anh chị cùng thưởng thức. Ôi rằng là ngôi tưởng nhớ có mây mặn đi ở thuyền, là ngôi tưởng có áp an thuyền ấy mây đêm là đêm hôm qua. Ngôi rằng là ngôi tưởng nhớ có mây mặn đi ở thuyền, là ngôi tưởng có áp an thuyền. Chàng là càng nhìn non nước càng xinh, ừ na ôi ừ. Hát quan họ với những đôi loa này thì như kiểu chúng ta được sống trong một cái không gian sân khấu tuyệt vời nhất. Mời các bác hãy cùng dành thời gian để tìm hiểu về hai cặp loa ngày hôm nay. Sư thầm đệ tử Anh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Buổi sáng ngày hôm nay thì Anh Phương này cùng các bác ngồi ngắm cũng như là cùng trải nghiệm và tìm hiểu về hai cặp loa Mỹ Bass 40 và 50. Những cặp loa 3 đường tiếng dành cho những anh em thích nghe nhạc và hát karaoke. Với những bác mà yêu cầu cao về chất lượng âm thanh, những bác mà nghe nhạc nhiều hơn hát, muốn chọn một đôi loa mà nó là dòng loa đầy đủ hay còn gọi là loa full với 3 đường tiếng tách biệt thì chúng ta có thể tìm hiểu cái series ngày hôm nay. Bác về cặp loa CBL 935, hàng tuyển chọn kỹ và đẹp gần như là bóc thùng luôn các bác. Với cấu hình một bát 40, các bác nhìn cái tuyến loa nhà em nhé. Cũng là đi tìm loa nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ rất là may mắn khi mà tìm được đôi loa nó gần như mới. Khi các bác sử dụng dòng loa 3 đường tiếng thì chúng ta có một cái hệ thống âm thanh nó tách biệt riêng. Tiếng bát nó được đánh ở quả bát 40. Cái dải lời và dải trung âm nó đánh ở cái quả trung 20 và chép nó đánh riêng. Cho nên khi các bác nghe nhạc thì chúng ta thấy rằng là nó tách biệt hoàn toàn. Không bỏ phải nói rằng là đẹp miên man.
nhìn. JBL 935 được sản xuất lắp ráp tại Mỹ. Đang có giá 29 triệu đồng cho cặp loa đẹp xuất sắc, thay vì các bác phải bỏ ra 30-32 triệu. Các bác ngày hôm nay mua loa của trung tâm điện tử Anh Phương chỉ có giá 29 triệu, một cơ hội phải nói rằng là tuyệt vời. Cho cặp loa 935 đẹp xuất sắc. Giá này là giá tại cửa hàng. Bên này chúng ta sẽ có một cặp loa lớn hơn. Đó là dòng loa 938. Dòng loa với cấu hình 1 bát 50, 1 trung 25 và 1 chép kèn. Hàng xuất sắc luôn. Có chỗ kê kích tốt, chúng ta nên những bộ cấu hình âm thanh với cặp loa 935 hoặc 938. Thì kể cả nghe nhạc cũng như hát karaoke, chúng ta cảm thấy rằng là tiếng mic của nó rất là rõ và cực kỳ nhẹ. Những cặp loa này trước đây giá của nó rơi vào 34 triệu tại cửa hàng, thì bây giờ đang được giảm giá xuống chỉ còn có 32 triệu 500, là chúng ta có ngay đôi loa 938 rồi. Về kích thước của những cặp loa này thì em cũng cân đối báo luôn cho các bác để các bác lựa chọn. Về chiều ngang, với kích thước của loa, với đôi loa này thì chúng ta sẽ thấy rằng kích thước của nó sẽ có 4 cạnh bằng nhau, mặt của nó là hình vuông, với kích thước 70 x 70. Cho nên là những đôi loa mà ba đường tiếng của Mỹ thì thường thiết kế nó khá là rộng, cho nên là các bác chú ý về cân đối cái vị trí kê kích. Còn cái cặp loa thứ hai này với kích thước chiều ngang của nó là 70, chiều cao của nó rơi vào 82 phân. Cho nên những bác nào mà có nhu cầu đầu tư đến những dòng loa ba đường tiếng của Mỹ thì các bác hãy đo cái kích thước cái về vị trí để chúng ta có thể kê được đôi loa này. Giá thành thì nhà em luôn luôn công khai giá thành, và độ đẹp, độ zin thì các bác yên tâm tuyệt đối luôn. Chơi những đôi loa này thì vấn đề chính không phải ai cũng chơi được. Vấn đề chính đó là cái vị trí kê kích để sao chúng ta có cái chỗ kê hợp lý nhất. Còn về giá thành thì nhà em luôn luôn công khai giá, và chất lượng hàng thì yên tâm tuyệt đối. Mua loa của ông thầy giáo Phương thì yên tâm tuyệt đối luôn các bác. Số máy của em là 0971998555. Địa chỉ của em là An Lạc, Tiến Linh, Hải Dương. Xin mời các bác hãy cùng đến để trải nghiệm và cùng mua sắm. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.